Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi tiếp trong cái series món ngon mỗi ngày. Thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái món ăn ngon, đó chính là tôm kho tàu. Thì với cái món tôm kho tàu này mình có thể là lựa tôm càng. Đây là các bạn, mình có 3 con tôm càng xanh khá là to bự và khoảng 4-5 con tôm sú nữa. Mình kho ăn chung cho nó ngon và chụp hình cho nó đẹp. Nguyên liệu tiếp theo là có trứng. Các bạn có thể là kho với lại trứng gà hoặc là trứng cút đều ngon. Đường thốt nốt thì mình dùng 1 muỗng canh thôi. Cái đường này chủ yếu là mình làm cái màu các bạn, cho nó mặn ẻ, cho cái màu nâu nâu vàng vàng á, nhìn cho nó đẹp. Tỏi, hành tím, mật ong và nước mắm. Và đương nhiên là không thể nào thiếu nước dừa rồi. Kho tàu các bạn phải có nước dừa nó mới ngon nha. Ok, bây giờ cái phần tôm này thì mình sẽ bóc vỏ nó ra, rồi các bạn lấy cái chỉ lưng đen rồi đó các bạn. Rồi cái tôm sau khi mà rửa sạch rồi thì bây giờ mình sẽ phải đi tẩm ướp nó. Mình bóc vỏ ra luôn rồi các bạn, càng thì cắt ra. Cái nồi bên này thì mình đang luộc trứng gà, mình luộc cho nó chín rồi mình mới lát nữa mình kho. Thì bây giờ mình sẽ ướp vào trong cái phần tôm càng này những cái nguyên liệu gì đây. Thì đầu tiên là mình sẽ cho vào đây là 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 nửa muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh tương ớt và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Sorry các bạn, là 1/4 muỗng cà phê ớt bột nha. Mình cho vào đây để mình ướp cái phần tôm này. Ngoài ra thì mình sẽ cho vào đây thêm 1/4 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng canh nước mắm. Thì về cái phần ướp á, thì đầu tiên là tất cả các gia vị các bạn nên cho nó vào trong cái chén riêng ha. Mình cho nó vào đây chứ mình không có cho vào tôm các bạn. Đó, mình cho tiêu vào rồi thì mình cũng cho nước mắm vào luôn. Rồi mình sẽ trộn cái phần sốt này lên rồi mình mới ướp vào trong con tôm. Thì như vậy thì nó sẽ giúp cho gia vị nó ngấm đều vào con tôm hơn ha các bạn. Các bạn khuấy cho tất cả các nguyên liệu, ví dụ như là hạt nêm hay gì đó, nó tan ra hết nha. Rồi mình cho vào tôm thì ướp tôm ăn sẽ ngon hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ múc 1 muỗng canh hành tím và tỏi băm cho vào đây luôn nha các bạn, để cho cái phần tôm mình á, khi mà ăn thì rất là thơm. Đó, cho vào 1 muỗng canh hành tím và tỏi băm. Còn cái phần còn lại để chút nữa mình phi thơm, mình cho nó vào sau cũng được. Với cái món mà tôm càng kho tàu này nè thì cái câu mà ướp á, là rất là quan trọng các bạn. Ướp để tôm nó thấm á, ăn nó ngon hơn. Mặc dù là thịt con tôm thì ăn nó đã ngọt sẵn rồi, nhưng mà mình ướp á, ăn nó sẽ ngon hơn nữa ha. Rồi cho vào, mình sẽ trộn đều nó lên ha các bạn, trộn đều lên để cho cái gia vị thấm đều vào con tôm nha. Rồi thì đã làm món kho thì đầu tiên thì bây giờ mình sẽ làm cái nước màu. Đầu tiên mình cho vào trong cái nồi là một ít dầu ăn, rồi khi mà dầu nóng á, thì mình sẽ cho cái phần đường thốt nốt vào để cho cái đường này nó chảy ra ha các bạn. Để nó chảy ra là mình đổ cái phần nước mắm vào thôi. Nói chung làm nước màu thì nó khá là đơn giản. Này, cái chén nước mắm mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Kho cá, kho thịt hay là kho tôm á, mà các bạn dùng đường thốt nốt các bạn kho thì khi mà ăn thì nó rất là thơm. Nó thơm hơn hẳn cái đường phèn và cái đường tinh luyện, đường trắng á. Đường thốt nốt là thơm nhất các bạn. Ok ha, bây giờ để cho nó chảy đường ra đi rồi mình cho nước mắm vào. Đó, sau khi mình cho cái phần nước mắm vào rồi thì bây giờ cái phần nước màu của mình á, nó rất là thơm các bạn. Mình sẽ cho cái phần hành tím băm và tỏi băm vào đây luôn để giúp cho cái nước màu này nó thơm hơn. Nó thực ra cái nước màu này nó có màu vàng, tự nhiên vàng cánh ván các bạn, nó nâu nâu á, chứ không phải nó màu đen ha. Tại vì cái nồi nó màu đen nên nhiều khi các bạn nhìn không có rõ màu. Nó mình cho cái phần hành tím và tỏi vào, các bạn thấy cái màu nó không? Đó, nó sẽ vàng vàng như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ nước màu xong rồi cứ để đó đi. Rồi bây giờ bắt đầu đi chiên tôm. Tôm sau khi mà ướp xong rồi á, mình sẽ chiên sơ nó để cho nó săn lại và ăn con tôm rất là ngọt các bạn. Để chiên tôm á, thì các bạn chỉ cần là cho dầu vào, các bạn làm nóng chảo lên rồi mình chiên là xong. Nhưng mà mình muốn con tôm nó có cái màu đẹp hơn, nó có cái màu vàng đẹp hơn thì mình sẽ cho vào đây một ít cái hạt điều màu. Mình đổ dầu ăn vào để mình lấy cái màu của nó, để cho nó ra màu. Rồi các bạn vớt cái hạt điều màu các bạn bỏ đi ha. Rồi sau khi vớt cái hạt điều màu ra rồi thì bây giờ mình chiên tôm thôi các bạn. Chiên cho nó hai mặt nó vàng con tôm lên nha. Đây, rất là mấy con tôm sú nữa nè. Chiên thì mình để lửa nhỏ thôi các bạn, chiên cho con tôm nó săn lại hai mặt, mình sẽ vớt ra nha. Cái mùi tôm chiên rất là thơm các bạn. Các bạn nhìn thấy cái màu vàng đẹp không? Đó, cái màu nó như thế này, rất là hấp dẫn. Bỏ ngoe càng vô mình chiên luôn nha các bạn. Dù những con này nó săn lại rồi đúng không, mình sẽ vớt ra và mình cho vào trong cái tô nước màu, cái nồi nước màu của mình nấu nãy giờ. Tôm sú thì nó sẽ là nhanh hơn, còn cái con tôm càng nó hơi dày thịt nên mình sẽ chiên thêm một xíu nữa. Đó, cái màu của nó sẽ như thế này, nó vàng rất là đẹp các bạn. Rồi bây giờ để kho thì đầu tiên các bạn xếp tôm càng bên dưới ha, rồi mình xếp trứng lên cũng như là xếp cái tôm sú lên, rồi mình để những cái càng tôm lên trên cùng. Rồi mình sẽ đổ vào đây là khoảng 200 đến 300 ml nước dừa nha các bạn. Kho tôm thì mình cũng kho nhỏ lửa thôi, đun riu riu thôi, để cho cái phần chút nữa cái nước sốt đó, cái nước dừa và cũng như là nước màu đó, nó rút vào tôm vào trứng là mình có thể ăn được rồi. Cái mùi bây giờ nó thơm dã man luôn các bạn, rất là thơm, tại vì trong cái phần tôm nó có gạch đó, và cái gạch này khi mà nó chín lên là nó thơm lắm. Hấp dẫn chưa? Món này mà ăn làm cay cay một xíu ha, trời lạnh lạnh ăn với cơm nóng là tuyệt vời luôn các bạn. Ví dụ như khi mình kho được khoảng 10 phút 15 phút rồi mình nếm thử xem là cái phần nước á, nó vừa chưa các bạn. Đôi khi là nó sẽ hơi lạc hoặc là hơi mặn thì mình gia thêm gia vị nha. Đó, và đây là cái dĩa tôm càng xanh kho tàu của mình, hay là tôm kho tàu. Cái món này cực kỳ hấp dẫn luôn, mình nấu nói chuyện mà chảy nước miếng các bạn. Đó, con tôm này các bạn nhìn thấy hấp dẫn không, vàng và rất là thơm, cắn một miếng là ngọt ở trong miệng luôn. Thịt tôm thì rất là chắc, ngọt và thơm lắm các bạn. Kho tôm và mình kho với cái đường thốt nốt á, và ướp thêm một xíu mật ong nữa. Đó là các bạn nhớ nha, ướp thêm một xíu mật ong nữa thì nó ngon cực kỳ luôn. Cái vị ngọt này không phải là vị ngọt của đường mà là ngọt của thịt tôm á, và ngon lắm các bạn, nó mặn mặn nữa. Cái này thiệt chứ ăn với cơm là ngay luôn á, ngon vô cùng. Thì ok, qua cái video này mình đã chia sẻ với các bạn thêm một cái món ăn ngon nằm trong series món ngon mỗi ngày, đó chính là tôm càng kho tàu. Hy vọng các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu như các bạn thích thì đừng quên bấm like và bấm đăng ký channel để ủng hộ mình ra những cái video mới hơn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những món ăn tiếp theo.